xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc cùng với cả khán quý vị ở dưới khán đài. Tôi là Nguyễn Thị Nhàn, năm nay 58 tuổi, giáo viên nghỉ hưu. Tôi đang sống ở Đắk Lắk. Dạ. Và đây là con dâu. Em chào anh Quyền Linh, em chào Lê Lộc, em chào quý vị khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Khánh Thiên Kim, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng và hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Tĩnh hay Nghệ An ạ? Hà Tĩnh. Em làm dâu của mẹ được 4 năm rồi. Em có một bé gái 3 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu tương lai của mình, cô cảm nhận như thế nào? Ngày đầu tiên gặp dâu tương lai thì trong lòng rất lo. Ở trên đó có một cái phong tục là người ta cứ nói là gái miền Tây là ra nò ra kia. Khi chồng làm được nhiều tiền á thì ở với chồng với con, mà chồng không làm được nhiều tiền á thì nó bỏ con cho chồng nó đi. Trời ơi, ai mà nói ác dữ vậy trời. Miền Tây thật thà chất phác lắm. Đó là chỉ lời đồn thôi cô, ở đâu cũng có người đó. Tại mình miền Tây mình nghe vậy mình ức. Đó, đó. Hèn chi nói quá trời nữa. Lần đầu tiên mình mới nghe con nói là gái, con có bạn gái người miền Tây. Dạ. Thì trong lòng mình lo như vậy. Nhưng khi đi giày về, nghe ông xã nói là em ơi, xuống quán cà phê gặp con trai đưa bạn gái về. Thì khi xuống gặp á, nhìn nó có một phần tự tin, không lo mấy. Ở chỗ là bé này nhỏ, đen thui à. Và ăn mặc rất giản dị, không phải là loè loẹt, không phải là giọng con gái ở thành phố lấy. Cái đó làm cho mình có một cái phần tự tin hơn. Và sau khi về nhà tìm hiểu ở gia đình bên ngoài á, thì đúng là người con gái miền Tây, đại diện cho người con gái miền Tây, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Đúng rồi cô, dạ. Lễ phép lắm cô. Đó là tao ăn mặc giản dị là những con người chất phác, chứ đâu phải ăn mặc hoa hòe hay là một... Cô gì vậy? Chị ơi, cho em hỏi chút xíu là cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có lo sợ gì không? Thật ra thì mình với chồng quen nhau á, là biết nhau và đi đến kết hôn là chỉ có 3 ngày thôi. Hả? Trời đất ơi, sao mà như quả tiễn vậy trời. Đó gọi là tiếng xe ái tình và duyên phận á. À, nhìn là biết ờ đây là cái người đàn ông của đời mình rồi. Hay vậy ta. Ôi, hay dạ. Vậy. Ảnh mới hỏi là làm bạn gái anh nha, thì em mới nói là thôi cưới thì lấy chứ không có làm bạn gái nữa. Cái anh nói ừ để anh dẫn về nhà. Trước khi về nhà thì mẹ có add Facebook trước rồi. Ủa sao mẹ biết Facebook vậy, mẹ add vậy mẹ? Tại con trai đăng lên á. Add vô để theo dõi thôi. Qua Facebook thì thấy mẹ rất là hiện đại luôn. Nguyên một dàn cô giáo bằng áo dài, chỉ có mình mẹ bận váy. Nhưng mà fan rồi hai mẹ con có nói chuyện với nhau không? Lúc đó chưa nói, tại vì cũng nhanh lắm. Quen biết nhau là 3 ngày, khoảng một tuần sau là anh dẫn về nhà rồi. Dẫn về thì ở ngoài của mẹ còn thân thiện hơn nữa. Mẹ rất là hay cười, hay nhiệt tình mẹ nói, nhưng mà thật ra mẹ nói mình không có hiểu thôi. Mình phải nhờ chồng mình phiên dịch lại cho mình. Nhưng theo dõi Facebook là thấy có cái gì bất thường không? Hồi trước thì không, chứ mà bây giờ thì cũng có chứ. Bây giờ có rồi. bây giờ có bất thường ở chỗ là một người con dâu nó khéo tay, đa tài, chịu thương chịu khó, nhưng không chia sẻ với mẹ chồng gì hết. Buồn vui gì là đăng lên Facebook những cái dòng tâm sự, tâm trạng rất buồn. Con dâu mình chưa hợp với mình gì, cô nói luôn đi cô. Cưới được 4 năm rồi, cháu 3 tuổi rồi. Nhưng mà một năm hai vợ chồng với cháu về được có 4 lần thôi. Là ngày sinh nhật, lễ mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4, lễ Nguyên Đán. Cô thấy là rất đảm đang, rất gần gũi, rất hòa đồng. Về là nhà cửa dọn dẹp hết. Vậy thì nó không cho đi chợ, nhưng mà nó vẫn đi. Thì có một bữa là như thế này mà thương con dâu, thương kinh khủng luôn. Có một cái bà bạn, chị ơi dâu chị đó hả? Này dạ phải rồi, dâu chị quê ở đâu đó? Này ở Gò Công Tiên Giang. Ủa, gãy miền Tây hả? Thế là bà xả cho một lô xích sông thế này thế khác, không khác gì cái lời đồn đài á. Cô khi đó là cô ấy, em đừng vội đánh giá con người như vậy. Hồi trước chị nghe người ta đồn, chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng qua quá trình làm dâu và cô chị tìm hiểu á, nói thật với cô, chị không phải tự hào. Nhưng mà con chị không biết lấy vợ như thế nào, chứ cả cái tỉnh Đắk Lắk này tìm ra người con dâu như con dâu cô lắm có. Đó là gái miền Tây đấy. Cô rất nể con dâu cô, là hai bên họ cực khen con dâu nhẹ nhàng nhỉ. Nói như vậy mà nó không có phản ứng gay gắt. Cô không hài lòng ở chỗ là mẹ không phù hợp với con dâu cái cách chăm sóc con. Chăm sóc con 13 tuổi nhỏ chịu à. Mà nghiêm lắm, đang ăn, bé làm đổ,
bắt đứng vào tường, vòng tay lại, bé chạy lại đến bà nội, bé vẫn sợ mẹ và không dám, bà nội ôm một chị thôi, là chạy đứng góc tường, vòng tay lại, thế là nó đứng vòng tay suốt cả buổi. Thật ra là con gái nó theo ba mình á, mình quan điểm là mình sẽ nghiêm khắc và ba của nó sẽ là người hiền dịu với nó, mình sẽ đóng vai ác để mình nghiêm khắc với nó trước đã, nên mẹ thấy mình với mẹ cũng không có hợp cái quan điểm nuôi dạy em bé vậy. Không hợp rồi mình đã từng chia sẻ với nhau chưa chị, hay là bây giờ mới chia sẻ? Giờ tại... chia sẻ sao không đợi lúc mà mẹ em không có đó ra em xử, chứ có mẹ đó xử đúng là mẹ cũng xót chứ ai không xót. Hoặc mẹ ngồi đó giờ bộ dù mẹ hình như bà sáu bà bảy bà tám kiếm mẹ ngoài kia, mẹ ra rồi xử. Cũng rất một điều là em cũng hơi buồn vì mẹ. Khi mà em chia sẻ Facebook á, thì mẹ sẽ nói với chồng em và chồng em sẽ nói lại với em. Em cũng muốn là mẹ có gì mẹ nói thẳng với em luôn. Được không cô? Cái đó thì cũng được chứ. Nhưng mà cô nghĩ là con trai cô rất kỳ tính. Cái gì mà muốn nói á, là phải thông qua nó trước. Con trai cũng có gọi là có uy lực quá hả? Nhưng mà thực chất mà nói con dâu nói đúng đó cô. Bởi vì cô với con dâu ở nhà tâm sự nhau dễ hơn, thậm chí mình vô trong Facebook, vô inbox mình tâm sự cũng được, mà sao mình là bạn trên Facebook mình không chia sẻ nhau mà mình phải thông qua con trai. Như vậy nhiều khi là người ta gọi là gì, tam sao thất bản đó, rồi không hiểu nhau thì cái xa cách nó càng xa hơn nữa đó cô. Cái đó cô vẫn biết, nhưng mà đối với con trai mình phải hỏi ý kiến nó, cái này mẹ nói được không? Phải hỏi ý kiến nó hả? Hỏi ý kiến. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà mẹ ngại quá vậy thì chị có đôi lần nào đó chị hỏi thẳng luôn. Ừ, cũng có đôi lần hỏi thẳng, nhưng mà cũng chắc là cũng ngại á. Thấy chưa, nó ngại nhau, đã là mẹ con với nhau rồi thì có gì đâu ngại. Đừng có hỏi ý kiến con trai nữa đi. Rồi con trai nó nhiều khi nó hỏi qua nó xong mình nó còn nhiều thứ nữa đó cô. Cô theo dõi Facebook con gái thì chắc cô biết tất cả mọi thứ, thì con trai cũng biết mà. Có những điều gì mà hai mẹ con nó hợp nhau? Hợp nhiều. Tính sạch sẽ, gọn gàng, rất khéo tay, làm bất cứ việc gì, ăn cái gì cũng được, không cầu kỳ, và chiều thì hy sinh cho chồng cho con. Sáng mai chuẩn bị đi làm, nó thức đến 12 giờ, nó ủi quần hết, sáng mai dậy 4 rưỡi nó dậy rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Chị muốn chia sẻ với mẹ điều gì không? Chị mong muốn là mẹ chia sẻ với mình thôi, đừng thông qua chồng mình nữa. Để mất công anh đứng cửa giữa, anh sẽ cảm thấy áp lực. Còn không hợp với mẹ thì chắc là chỉ là ăn uống thường thì miền Tây của mình á, ăn hơi ngọt và đậm vị. Còn ở miền Trung của mẹ thì ăn lợ lợ á, kiểu không có bỏ đường, chỉ bỏ bột ngọt. Khi lúc mà mình về á, mình chủ động mình đứng bếp, mình sẽ nấu cho mẹ các món miền Tây của mình, thí dụ như thịt kho tàu, mắm tôm chua, mắm tôm chà, nói chung là tất cả những mà đặc sản miền Tây mình sẽ nấu cho mẹ đi. Thứ nhất là mẹ vừa thưởng thức được cái món ăn quê nhà của mình mà mình cũng có thể ăn được. Ngày này mẹ nấu, ngày sau là con gái nấu. À, dạ. Thay đổi thế cho nó khác khẩu vị ha. Dạ. À, dâu có làm gì cho cô buồn không? Cái nỗi buồn đó là nỗi buồn mà cô đơn đọng lại trong lòng mình. Đó là nghe tin con hai con có ý định gia đình cư ở Canada. Thì bây giờ tuổi của cô thì tuổi thích là con cháu nó gần gũi xung vầy, không thích con cháu đi xa. Nhưng mà đó là quyết định của con vì tương lai con em. Nó muốn cuộc sống tốt hơn, công việc tốt hơn, cô cũng không can thiệp. Nhưng mà trong lòng mình thoáng quá những cái nỗi trống trải. Dạ, buồn chứ. Em nghĩ sao là lời chia sẻ của mẹ vừa rồi? Em biết là chắc của mẹ cũng buồn vì ý định của tụi em. Nhưng mà đó là cũng là tương lai xa thôi. Nên những ngày bên mẹ thì em chắc là em cũng sẽ cố gắng để làm cho mẹ vui hơn. Ông xã em hôm nay có gửi cho chương trình một lá thư, vài dòng cho vợ và mẹ. Cảm ơn em là vợ anh trong 4 năm qua, luôn hiểu anh, lắng nghe và luôn bên cạnh anh khi anh gặp khó khăn nhất. Anh cũng rất vui khi có một người vợ và là một người con dâu ngoan hiền như em trong gia đình của anh. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ bao dung lắm, yêu thương vợ con như là con gái của mẹ vậy. Con mong mẹ mạnh khỏe để vui với con cháu, bớt ôm đờm nhiều việc để giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Dạ, anh là một người khá là nghiêm túc nên ít khi nào bày tỏ cảm xúc. Hôm nay nói những lời ngọt ngào đó thì em hơi bất ngờ. Phụ nữ thì đôi khi cũng cần những lời ngọt ngào như thế. Chúng ta không nói được, ta viết thư hoặc là viết vào inbox hoặc là nhắn tin,
chẳng hạn gửi Zalo gì đó chẳng hạn ha. Cảm ơn cô rất là nhiều đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Hãy ôm nhau mỗi khi có dịp gặp nhau, hãy chia sẻ nhiều hơn cô nhé. Mẹ, đây là cái cài áo mong muốn mẹ xem con là con ngựa. Mẹ cảm ơn con rất nhiều. Quan tâm với nhau nhiều hơn nữa nha.